Sáng ngày 19 tháng 9, đồng chí Trần Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến thăm hỏi động viên lực lượng dân quân cơ động thành phố đang tham gia luyện tập tại khu thao trường thuộc thôn Ba Làng, xã Quế Nham, huyện Tân Yên để chuẩn bị tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức vào ngày 21-22 tháng 9. Cùng đi có các đồng chí Thượng tá Đỗ Hồng Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Thượng tá Dương Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Trong đợt luyện tập lần này, thành phố đã chọn trung đội dân quân cơ động của phường Sơn Giang với 28 đồng chí, trong đó 22 dân quân nam và 6 dân quân nữ. Tại đây, các đồng chí dân quân được huấn luyện 5 nội dung: điều lệnh đội ngũ, chạy 3.000m nam, 1.500m nữ, xử trí tình huống A2, ném lựu đạn, võ tay không, bắn AK bài 1. Tại buổi thăm hỏi và động viên, đồng chí Trần Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đã động viên nhắc nhở các cán bộ chiến sĩ dân quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say luyện tập, nắm vững kỹ năng chiến thuật, học tập tốt, huấn luyện giỏi, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình huấn luyện và sẽ đạt giải cao trong hội thao của tỉnh sắp tới.